Rồi bye bye. Đây là khách sạn nơi mà tụi Linh ở. Nó nằm xa hơn trung tâm một chút xíu thôi, khoảng 5-6 km gì đó. Linh cũng không nhớ, chắc nhiều hơn, tại vì mình cũng phải đi metro hoặc là tram tới đó cả nhà. Đường buổi tối thì cái chỗ này Linh quay á là cùng với cái đêm mà tụi Linh đi ăn món châu Phi, cho nên trời vẫn là mưa lất phất ở phía ngoài, và vì mưa cho nên ít có người đi. Linh thật sự cũng không biết là những cái buổi tối ở đây nó có đông hay không, nhưng bây giờ là sau 9-10 giờ rồi, cho nên Linh thấy đường rất là vắng. Linh nghĩ là chỗ này cũng mình chưa đến trung tâm đâu, cho nên cái đường nó không có nhiều du khách. Mình đi thử qua cái khúc này coi như thế nào nha. Ở đây có một cái cổng đẹp quá, hình như Linh đọc á, Linh quên mất cái tên cái chỗ này rồi. Thì đây cũng là một trong những nơi mà du khách tới tham quan rất là đông. Ở mấy cái trung tâm lớn lớn đây nè, Linh thấy người ta đi bằng mấy cái chiếc scooter điện nhiều lắm cả nhà. Tốc độ Linh đi cũng hơi nhanh, cho nên hơi bị rung, cả nhà thông cảm nha. Bây giờ thì mình chờ đi qua đường. Hình như Linh thấy ở đây là mình đứng chờ là nó tự động bật đèn xanh, còn ở bên Linh thì phải nhấn vào cái nút để cho cái đèn giao thông nó biết là có người chờ. Không lẽ cái hệ thống ở đây nó nhạy cảm hơn bên Linh sao ta? Giờ này vẫn còn nhiều chuyến xe bus quá ha cả nhà ha. Ở đây nè, Linh quay cận cận cho mọi người thấy, ở đây có một cái bức tượng cũng rất là độc đáo. Bên kia cũng có người chờ qua đường. Linh thấy khúc này là đông người rồi đó cả nhà. Dây điện cũng chằng chịt. Ở nơi này á, thành phố này Linh thấy cái thiết kế của nó giống giống bên Áo, kiểu nhà vuông vuông, chứ không phải là cái nhà kiểu giống như là những cái tòa lâu đài mình thấy, không có giống như những tòa lâu đài mà kiểu cái nhà vuông vuông thôi. Còn ở đây lần khúc này Linh cũng không biết cái gì đây. Linh thấy nó cũng là một cái dãy nhà rất là lớn và màu trắng. Đường phố ở đây vắng thật. Đây là quảng trường Versailles Arts Garden.
khu công viên này á, buổi trưa thì Linh nghĩ sẽ rất là đẹp, và nhất là vào mùa xuân thì Linh thấy trên mạng nó có những cái hoa văn ở đây trang trí đẹp lắm. Và mình đang ngắm view từ trên cao và ngắm xuống á, gần như là mình thấy toàn cảnh thành phố luôn. Nếu các bạn đi qua đây mà thấy gần khoảng 15 phút đi bộ từ Cáp Ren Plaza, Linh sẽ giới thiệu clip sau cho các bạn xem. Thì từ đó đến đây khoảng 10 phút đi bộ thôi nha các bạn. Thank you.
Ăn chưa phần kem chỗ đó rồi. Đây là trung tâm thủ đô của nước Bỉ. Thì mỗi cái đất nước nó có một cái thủ đô, và ở cái thủ đô nó có một cái trung tâm. Thì đây chính là cái trung tâm của Brussels của Bỉ. Đây là chính là Grand Plaza mà ngay từ đầu clip Linh đã mong muốn giới thiệu cho mọi người, và Linh hứa là sẽ giới thiệu vào clip sau. Nhưng bây giờ thì Linh có sẵn clip ở đây, quay vào ban đêm ngay cái chỗ này, nhìn nó rất là lung linh, kiểu rất là hoàng gia. Và Linh muốn giới thiệu cho mọi người ngay vào cái clip này luôn. Và khi mà Linh tới đây vào một ngày khác, vào ban ngày, thì Linh cũng sẽ chia sẻ lại cái khu vực này vào lúc ban ngày cho cả nhà xem nha. Ở đây có rất là nhiều người, tại vì mọi người cứ đến Brussels là sẽ tìm ngay cái chỗ này để check in nè. Since I left the city, girl, started caramelizing, going all by. She's the champagne out on the dance floor. We didn't even give out a first I've never seen before. Nhớ share, like, subscribe cho mình nhé. Bye bye. Đây là trung tâm của Brussels, nơi mà tất cả các du khách khi mà đến Brussels tất chắc chắn sẽ đến cái chỗ này để tham quan. Vì gần như là gọi là trung tâm rồi, nghĩa là trung tâm của du lịch luôn. Thì Linh đến đây vào buổi tối này, Linh thấy cảnh đẹp quá. Và ngay giống như là gần đầu clip Linh có nói là Linh sẽ giới thiệu cho mọi người trong clip sau, nhưng mà Linh giới thiệu luôn. Đây là Grand Plaza, và Linh sẽ giới thiệu cho mọi người vào buổi trưa nơi này như thế nào nha cả nhà. Bây giờ thì mình ngắm cảnh buổi tối. Linh trân trọng cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Mà mong mọi người hãy share, like và subscribe cho Linh nhé. Để Linh có thêm nhiều động lực và có thêm nhiều tài chánh nữa chứ, để đi khám phá nhiều nơi và chia sẻ với cả nhà. Linh cảm ơn cả nhà thật nhiều. Chúc cả nhà một ngày thật vui. Bye bye.